Xin chào, hôm nay tôi nói cho các bạn nghe một cái tin quan trọng, cẩn thận khi đi làm móng ở các tiệm nail nha. Vì gần Tết chắc chắn các chị em sẽ đi làm đẹp rất nhiều, nhưng không biết những điều này thì sẽ ôm hận suốt đời đó. Cái tình trạng dùng chung kèm bấm sơn móng tay ở mấy tiệm nail bây giờ nó phổ biến quá, làm cho chị em bị nhiễm trùng. Các bạn biết bệnh chín mé là gì không? Nó ghê lắm luôn á. Trước khi sơn, thợ nail thường dùng một cái kèm chuyên dụng cắt móng vào cái phần da thừa xung quanh để tạo hình, giống như tôi đang làm đây. Tuy nhiên, do không cảm nhận được cái độ mỏng của da, họ thường cắt sâu hai bên khóe móng, làm mất đi lớp bảo vệ, dễ tạo nên cái vết xước. Tình hình là nó bị tụ lại cái cầu khuẩn màu vàng xâm nhập vào những vết xước này, gây ra bệnh chín mé. Mà cái bệnh này nó cũng bình thường thôi các bạn. Cái bệnh ghê hơn nữa là bệnh nấm móng á, tổn thương thường gặp ở chị em bị làm nail, làm như làm móng heo ha. Nguyên nhân chủ yếu là do vi nấm bây giờ nó nhiều loại lắm, tôi nhớ tên cũng không nổi, nhưng mà tụi nó gây ra cái tổn thương rất là nguy hiểm. Triệu chứng ban đầu là móng mất đi cái độ bóng, độ giòn, dày lên và đổi màu luôn, rồi nấm móng nó ăn hết cái móng của mình luôn, làm cái móng tay thấy mà gớm luôn đó các bạn ơi. Nhưng mà cái nguy hiểm hơn nữa là nhiễm trùng quanh móng, nó có thể gây ra viêm tủy xương, làm cho cái ngón tay bị biến dạng, hoặc là mình phải chặt bỏ cái ngón tay đó luôn. Có rất nhiều trường hợp chị em bị, nên tôi thông báo cho các bạn biết, mỗi lần mà đi bác sĩ mà trị cái bệnh mà nhiễm trùng quanh móng á là tốn 7 triệu đồng tiền phẫu thuật đó các bạn. Tiếp đến cái bệnh viêm gan B và C thường xuyên xảy ra luôn á. Một cái nghiên cứu công bố tại hội nghị khoa học ở Mỹ thì họ thấy là trong cái dụng cụ làm móng và tóc như kèm dũa, dao cạo, kéo nè, là nơi trú ẩn của rất nhiều loại vi trùng trung gian lây nhiễm bệnh viêm gan B và C, thậm chí là HIV. Nếu không tẩy trùng cẩn thận, mà thường các bạn đi làm nail ở những cái tiệm vỉa hè đó, gửi lại những cái bộ kèm làm móng của mình ở đó đó, họ vô ý không có giữ kỹ rồi dùng tùm lum hết, dẫn đến nhiều chị em đi làm móng bị mấy cái trường hợp viêm gan B, C này rất là nhiều. Tôi thông báo cho mọi người biết rất là nguy hiểm luôn. Tiếp đến là bị ung thư. Nhiều người không biết tại sao mình đang sống khỏe mạnh mà ung thư cũng do làm móng tay á các bạn. Vì một số cái chất độc ở trong cái sơn móng tay á, nó dễ dàng ngấm vào móng, vào máu của mình. Nếu mà để nó ngấm vào á, nó sẽ lây lan ra, nó phát bệnh ung thư, gây tổn thương gan và thận nữa. Nên các bạn cẩn thận cái dụng cụ làm móng của mình nha. Giống như là mẹ của tôi vậy đó. Bây giờ là không bao giờ dám ra đường làm nail luôn, để ở nhà cho con làm nail gì đó. Sướng vậy không? Đỡ tốn tiền mà an toàn vệ sinh sạch sẽ.